chiều 30 tháng 3 tại Trung tâm Thương mại Gigamon, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lễ hội tôn vinh cà phê Trà Việt 2024. Chương trình do Báo Người Lao Động tổ chức. Lễ hội tôn vinh cà phê Trà Việt 2024 diễn ra trong 2 ngày 30 và 31 tháng 3. Phát biểu khai mạc lễ hội, nhà báo tiến sĩ Tô Đình Tuân, tổng biên tập Báo Người Lao Động cho biết, cà phê là cây công nghiệp chủ lực của Việt Nam. Việt Nam có diện tích trồng cà phê xếp thứ 6 thế giới, nhưng đang là nước xuất khẩu cà phê lớn thứ 2 thế giới, chỉ sau Brazil. Những năm qua, kim ngạch xuất khẩu cà phê liên tục tăng. Nếu như cách đây 10 năm, kim ngạch xuất khẩu cà phê chỉ đạt 2 tỷ đô la Mỹ, thì năm 2023 vừa qua đạt kỷ lục hơn 4,18 tỷ đô la Mỹ và năm nay dự báo có thể chinh phục mốc 5 tỷ đô la Mỹ. Là cơ quan báo chí truyền thông để cho trách nhiệm xã hội, trong đó có lực lượng đồng hành với sự lớn mạnh của ngành cà phê đặc thù Việt Nam, thông qua các hoạt động thông tin tuyên truyền, quảng bá thương hiệu, kết nối giao thương, từ đầu năm 2023, Báo Người Lao Động, cơ quan của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi xướng và tổ chức thực hiện chương trình tôn vinh cà phê Việt lần một. Chương trình đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, được các cơ quan quản lý nhà nước cấp trung ương và địa phương ghi nhận, cộng đồng doanh nghiệp trong ngành đánh giá cao. Sự thành công của tôn vinh cà phê Việt lần một năm 2023 đã làm tiền đề để chúng tôi tiếp tục triển khai lễ hội tôn vinh cà phê Trà Việt lần thứ hai năm 2024 này. Với sự mới mẻ hơn về cách làm, đa dạng và phong phú hơn về các hoạt động, số lượng doanh nghiệp tham gia đã nhiều hơn và được tiếp thị quảng bá rộng rãi đa kênh thông tin. Chương trình tôn vinh cà phê Trà Việt lần 2 năm 2024 có các hợp phần chính: hội thảo giải pháp để xuất khẩu cà phê đạt 5 tỷ đô la Mỹ với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đồng chủ trì cùng đại diện lãnh đạo một số bộ ngành hữu quan, Hiệp hội cà phê và cacao Việt Nam cùng một số hiệp hội nông sản, các địa phương có thế mạnh về cà phê, doanh nghiệp kinh doanh chế biến và xuất khẩu cà phê, chuyên gia thức uống. Gala nghệ thuật hành trình 30 năm giải Mai Vàng, đây không chỉ là không gian giao lưu biểu diễn nghệ thuật phục vụ cộng đồng sau thành công của giải Mai Vàng lần thứ 29 năm 2023, mà còn hướng tới cột mốc giải Mai Vàng tròn 30 tuổi vào năm 2024 này. Cũng trong khuôn khổ chương trình với Coffee Talk diễn ra vào ngày 31 tháng 3, các chuyên gia sẽ chia sẻ với các bạn trẻ những kinh nghiệm quý về khởi nghiệp, về khát vọng và lý tưởng sống, quản trị tài chính, bí quyết khởi sự kinh doanh với thức uống.